Tôi nghĩ là cô nên báo tin vui với chồng của cô đi. Khi nào anh mới chịu ly dị vậy? Anh sẽ làm sớm, em không phải chờ đợi nữa đâu. Hai người có còn là con người không ạ? Từ từ sao được, đang hớp từ từ cái gì, từ từ. Giỏi ghê tao. Ai ôi trời. Họ đâu? Không chết. Đau lưng hả? Rồi tối nay massage cho. Nha. Mà hai đứa mình ở dưới đây ồn ào vậy, rồi vợ anh có nghe không vậy? Anh yên tâm, vợ anh ngủ trên lầu á, không có nghe dưới này đâu, với lại ngủ sớm lắm. Trời ơi, mình thoải mái. Vậy là cả đêm nay chồng ơi, chồng về rồi hả? Ủa sao em không lên lầu ngủ đi, xuống đây làm gì? Tại em nghe tiếng động nên là em xuống em coi thử. Anh mới rớt đồ xuống đất á, rớt đồ đất. Thôi, lên lầu ngủ đi em, không có gì đâu. Sao chồng về không lên phòng ngủ đi mà còn ở đây nữa? Anh còn cái hợp đồng này nè. Đó rồi nha, đó hợp đồng này nè. Nó rất là phức tạp. Tối nay anh phải hoàn thành xong để kịp giao sáng mai cho người ta. Dạ, vậy thôi chồng làm đi nha. Em không làm phiền chồng nữa đâu. Nhưng mà tranh thủ làm xong rồi lên ngủ với em nha. Ừ, rồi xong anh lên liền nha. Đó đó, dạ. Anh phải lại chung cái này phức tạp lắm. Lên đi, lên đi. Rồi, lên đi nha. Coi chừng lên cẩn thận đó. Biết đâu tự nhiên xuống. Thôi giờ không sao rồi, mình cứ thoải mái dưới đây. Giờ xong rồi. Thiệt không? Hay là tính lên ở với bả? Thì thật ra lát anh chơi với em dưới đây xong rồi anh cũng phải lên với bả chứ, để nghi ngờ sao. Em không chịu đâu. Em muốn đêm nay anh làm của em. Trời ơi em làm khó cho anh quá. Thôi được rồi, em ngủ đây tạm ở đây đi. Rồi ngày mai anh đi làm, anh đi công tác, anh cho em đi theo luôn. Tuần là ở nhà. Thì con anh nói sao? Ở nhà. Muốn gì cũng được hết trơn á. Cả tuần luôn. Em ơi. Ủa? Em làm gì đây vậy? Sáng sớm mà làm gì vậy? Em phơi mấy cái đồ. Anh chờ xíu nha, em phơi xong rồi em xuống làm đồ ăn sáng cho anh ăn. Trời ơi, thôi đồ á mai mốt về làm cũng được mà. Ăn sáng anh ăn ngoài rồi. Bây giờ anh sợ, anh phải đi sớm nè, sợ trễ chuyến bay nè. Ủa, anh đi đâu vậy? Anh đi công tác. Tuần trước anh đã nói với em, nhắc em nhớ à. Em xin lỗi nha. Tại em suy nghĩ nhiều quá cho nên là em quên. Mà anh đi chừng nào anh mới về vậy? Thì xong việc thì anh về thôi, chứ có gì đâu. Nha. Thôi cẩn thận nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Hả? Anh đi sớm rồi về với em nha. Ừ được rồi anh đi sớm rồi về với em. Được rồi. Thôi vậy anh đi nha. Ở nhà đi đứng cầu thang cẩn thận nha, coi chừng té hay là không ai coi luôn chết luôn á, hiểu chưa? Dạ em rồi, biết rồi. Đi nha. Coi chừng nha. Anh đi cẩn thận nha. Rồi anh đi á. Anh đi nha. Dạ. Để tôi xem mắt cho cô nha. Dạ. Thank you.
sĩ. Khi mà mới tai nạn xong á thì tôi không thấy gì hết, nhưng mà dạo gần đây tôi thấy ánh sáng mờ mờ. Chúc mừng cô, máu bầm trong mắt của cô đã dần tan, nó không còn chèn lên dây thần kinh thị giác nữa. Mắt của cô sẽ sớm được phục hồi. Bác sĩ nói thiệt hả? Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ là cô nên báo tin vui với chồng của cô đi. Dạ không cần đâu bác sĩ. Đợt này em sẽ dành bất ngờ lớn cho chồng của em. Trời ơi, chồng về rồi nè. Chồng về rồi hả? Vợ có điều bất ngờ muốn cho chồng biết nè. Đang làm gì đó? Dạ. Sao? Có gì? Em muốn uống nước. À, uống nước hả? Đây, chồng lấy cho. Có chừng cái gì? Bảy giờ bây giờ không có thấy đường gì hết trơn, cái trời mà còn... Chồng đi công tác về có mệt không? Cũng không sao, mệt chút xíu rồi nó hồi chồng khỏe lại thôi. Nè, ở nhà có uống thuốc đầy đủ không vậy? Hả? Đừng bỏ thử nha. Vợ chưa có uống hay là chồng lấy giùm vợ nha. Thôi, vậy được rồi. Vậy chồng lấy thuốc cho vợ uống nha. Dạ. Ừ, đây, thuốc đây. 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 Thuốc bây giờ đây, cầm cẩn thận nha. Thận ra. Cảm ơn chồng. À, phải dừng đổ nha. Chồng. Hả? Bác sĩ có nói á, là khi nào vợ hết uống thuốc không? Bác sĩ nói khi nào vợ hết bệnh thì ngưng thuốc thôi. Vô đi. Sao vậy? Chồng. Hả? Sao cái thuốc này nó khác mọi khi quá à? Có khi nào chồng lấy lộn không? Sao lộn được? Chắc là nhiều khi hôm qua em uống nó làm sao thì hôm nay cái vị của mình nó khác là lạ. Không sao, uống đi. Sao? Thuốc mà, có gì đâu. Rồi, đó, được rồi. Rồi, được rồi. Rồi, vậy thì sao? Chồng ơi. Hả? Em buồn ngủ quá. Chồng cho em ngủ nha. Vô được rồi, để thôi em ngủ đi nha. Đọc đi, chồng đợi cho. Nghỉ cho khỏe đi. Một lát dậy chồng nấu cơm cho ăn nha. Dậy là ăn cơm được rồi. Rồi, cảm ơn chồng. Liệu lượng sao mà tự nhiên mới uống như uống liền vậy? Cái thằng bán thuốc cho em á, nó nói thuốc này á là dành cho sở thú không đó. Trời ơi, thiệt hả? Có sao không? Lỡ an toàn lắm, em hỏi rồi, không sao đâu. Nhưng mà khi nào anh mới chịu ly dị vậy? Từ từ đi. Khi nào mà làm sao cho cô ta chuyển nhượng công ty và toàn bộ bất động sản cho anh thì lúc đó mình mới tính, chứ bây giờ chưa làm được đâu. Nhưng mà anh nhanh lên đi, em không có chịu nổi cái cảnh lén lút ngoài đâu. Rồi, anh sẽ làm sớm, em không phải chờ đợi nữa đâu, nghe không? Chờ anh nó ngủ rồi, hai đứa mình thoải mái chút đi. Đi cả tuần rồi còn chưa đã hay sao mà giờ muốn nữa? Không, với anh em lúc nào cũng không đủ hết chứ. Ừ.
Đường chật quá cho nên là xuống đây ngồi. À vậy hả? À, chắc là nửa đêm anh nằm lăn quá rồi anh đạp anh đẩy em xuống dưới không? À, vậy anh xin lỗi nha. Anh không có cố ý, không cố ý. À, vậy thôi, vậy bây giờ anh xuống dưới nhà anh làm cơm cho em nha. Em có đây thì khi nào anh nấu cơm xong anh xuống anh kêu em xuống nha. Để quên cái quần lót nè. À, em vừa nói cái gì? Em nói là hai người để quên cái quần lót nè. Em nhìn thấy rồi hả? Đúng. Bất ngờ chưa? Đây là bất ngờ mà em muốn dành cho anh. Nhưng mà không ngờ anh và cô ta còn cho em bất ngờ lớn hơn nữa. Hai người cho tôi uống thuốc ngủ rồi thoát lại trên giường của tôi. Hai người có còn là có người không hả? Anh xin lỗi em, anh không cần phải xin lỗi. Anh có biết hai thứ trên đời này đàn bà không thể dùng chung, đó là quần lót và đàn ông. Anh thật tình anh không muốn vậy đâu. Đừng nói nữa, đơn ly hôn tôi viết rồi. Anh ký đi rồi đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đừng mà anh không muốn ly hôn đâu. Anh vẫn còn yêu em lắm mà. Anh yêu tôi hả? Anh yêu tôi hay là yêu tài sản của gia đình tôi? Anh đừng có mơ mà lấy được đồng khắc là từ gia đình tôi. Tất cả tài sản, công ty và nhà cửa đều đứng tên của tôi. Anh tới đây tay trắng thì ra đi cũng tay trắng. Anh xin lỗi, anh giờ tha lỗi cho anh đi. Anh đừng có xin lỗi nữa. Tôi cho hai người 30 phút đi dọn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đừng mà, em đừng làm như vậy mà. Vợ ơi, đừng làm như vậy với anh mà. Bỏ ra đi. Hai người biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đây đâu như thế này. Và rồi đến lý